bỏ ra hơn 32 tỷ để mua một cái biển số xe có số siêu đẹp. Người Việt mình giàu có và chịu chi tới mức nào. Chiều ngày 15 tháng 9, biển số tâm điểm là 51K88888 chính thức lên sàn. Đây là biển số thuộc giải số thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng 5 phút, mức giá trả cho con số này cao nhất đạt trên 6,5 tỷ đồng. Đúng 46 phút sau khi mở đấu giá, biển số 51K88888 đã được trả giá cao nhất vượt mốc 20 tỷ đồng. Kết thúc phiên đấu giá đầy sôi động, biển số xe 51K88888 có mức trả giá cao nhất đạt 32,34 tỷ đồng. Đây có thể nói là một cái màn flash cực mạnh Full HD không che của giới siêu giàu Việt, đúng không anh chị? À, rõ ràng là chúng ta đều hiểu rằng là đừng có dạng người giàu cái cách tiêu tiền. Tuy nhiên, Bên cạnh cái việc show off công khai như vậy thì còn một số những cái bộ phận giới siêu giàu họ show off một cách rất là ngầm anh chị ơi. Đó chính là sở hữu cho mình một cuốn hộ chiếu thứ hai đẳng cấp. Nếu như chúng ta so sánh về giá tiền thì cuốn hộ chiếu chỉ bằng 1 phần 8 so với giá tiền của cái biển số xe mà thôi. Tuy nhiên nếu như chúng ta bàn về cái giá trị thì cái biển số xe không có cửa để so sánh với cuốn hộ chiếu đẳng cấp thứ hai đâu anh chị ơi. Còn suy nghĩ và ý kiến của anh chị về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ cho Phụng biết trong phần bình luận bên dưới nhé.